yếu gì đâu. Anh phải nói chóng hết cả mặt. Chấp lại. Ông đang chạy dậy dương. Chuyển sớm không gió ơi. Giữ lại của đấy chân trái thì thuận. Khánh đứng lên Khánh ơi. Khánh ơi. Phong lùi đi. Tốt lắm ơi. Đứng Khánh. Đứng đây. Thank you.
Quá vãi luôn. Con bình thường mà Khánh. Khánh có bóng nhờ, Khánh có bóng nhờ, vào đi. Không này. Chưa có ai Khánh. Có bóng luôn. Gióm kia. Phong này. Tốt Khánh ơi. Tốt Khánh ơi. Ôi bỏ đi. Khánh đẩy. Khánh đẩy lên, có thương người Khánh ấy. Tốt Phong ơi. Tốt Khánh.
sau đấy. Đá đi. Đẩy. Rồi rồi, đá đi. Khánh đứng. Rồi. Hết. Tốt. Sau đấy. Về đây. Phong lên đi. Tốt, Tuấn Anh Minh. Rồi đấy. Bỏ. Đội bóng ngon vào rồi. Sau. Tốt. Mình cứ phải ngã ra thì người ta mới thổi được. Khánh định vụt. Tốt gió ơi. Tốt. Tiếp. Lên Khánh. Kệ đá đi anh luôn. Người đứng đi. Quả mẹ Giang các kiểu. Căng quả chân lên là được không? Nó căng chân lên là ngon. Xuất phát rồi. Đá đi, chưa còi đá đi.
Tuấn Anh cứ leo lên, Tuấn Anh leo lên, cứ chạy cao lên. Chạy cao lên, Tuấn Anh kéo người ta ra. Không sao, không sao. Đang gì đâu? Bí lại giả bí. Tốt Khánh. Tốt. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Chưa còn ra đi. Tốt rồi. Tốt. Xuân trái, sau xuân trái đi. Từ, Khánh ơi. Mình. Kia rồi. Đã đi. Đội mình nhé, đảm bóng. Người ta chuyên môn tốt đấy, anh ra anh đá nhỉ, anh nhỉ. Chào mấy thằng ơi. Đi vào mà ăn bạn ơi. Tốt xong rồi. Thôi. Kìa. Còn Khánh. Đã đi, người ta ham bóng rồi. Đây. Đập này. Bình giật. Chạy vào khe. Phong chạy. À đi rồi, tốt rồi. Chỗ có bóng anh ơi. Trắng ơi, có bóng ơi. Thank you.
mắt lít theo chuyển cái đeo gì. Khẳng lên, khẳng lên. Khó vậy. Úi giời ơi. Này Khánh ơi, ra đây đi bóng Khánh. Cái kia. Khánh quay. Khánh này. Đẩy lên, cho Phong lấy. Đẩy lên, có bóng. Không có ai rồi. Tốt đấy. Đá từ mấy giờ kìa? 5:30 à? Đang nửa tiếng rồi anh ạ. Theo đồng hồ của em. Kìa, đi đây. Mẹ của đây nhất là đâu đâu ấy. Về. Rồi.
đi.